6 bí quyết giúp luộc rau xanh và giữ nguyên chất dinh dưỡng Món luộc ngày càng được ưa chuộng vì hạn chế dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Cùng mẹo và cuộc sống xem qua 6 bí quyết luộc rau để không làm mất đi chất dinh dưỡng ngay sau đây. Số 1. Cho thêm muối vào nước luộc rau Muối ngoài việc làm cho món rau luộc của bạn đậm đà hơn, còn có thể giúp giữ cho rau sau khi luộc xong có màu xanh bắt mắt. Khi nước sôi, thêm ít muối vào để giữ màu cho rau. Tỷ lệ hợp lý là một thìa nhỏ muối trên mỗi nửa lít nước luộc. Số 2. Chờ nước thật sôi mới cho rau vào. Bạn nên chờ cho nước thật sôi rồi hãy cho rau vào luộc, vì rất nhiều vitamin bị mất và hòa tan ngay sau khi rau được cho vào nước. Vì vậy, nước thật sôi hãy cho rau vào luộc để rau không bị ngâm trong nước quá lâu làm mất chất dinh dưỡng. Số 3 thêm dầu ăn vào nước luộc rau. Khi luộc rau, bạn có thể cho một chút dầu ăn vào nồi nước luộc. Dầu ăn sẽ phủ một lớp mỏng bên ngoài, giúp rau của bạn xanh và bóng hơn. Đồng thời, lớp dầu ăn còn có thể giúp rau xanh lâu hơn mà không bị đổi màu. Tuy nhiên nước luộc sẽ có ván mỡ, tùy theo khẩu vị của gia đình mà có thể sử dụng hay không. Số 4. Ngâm rau vào trong nước đá sau khi luộc xong. Sau khi luộc rau xong bạn vớt ra và cho vào một tô nước có một ít đá viên trong đó. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột không chỉ khiến cho rau có màu xanh đẹp mà còn giúp giữ lại những vitamin có trong rau. Hơn nữa, nước đá có thể giữ cho rau có được độ giòn ngon khi ăn. Số 5, nên luộc rau ở lửa lớn. Nếu bạn luộc rau ở lửa nhỏ, nhiệt độ không đủ sẽ không giữ được màu xanh của rau mà còn làm tiêu tan vitamin trong quá trình luộc. Thời gian luộc rau sẽ tăng lên do nhiệt độ không đủ nóng, khiến rau của bạn bị nhào nát không còn ngon nữa. Số 6. Sử dụng chanh hoặc giấm Một vài giọt chanh hoặc giấm cũng rất hữu ích trong việc giữ màu một vài loại rau củ như súp lơ, cà rốt. Chúng cũng rất hữu ích trong việc tăng thêm hương vị các loại rau củ. Qua một số mẹo vặt vào bếp trên sẽ giúp bạn giữ lại được nhiều nhất lượng vitamin có trong rau luộc hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ